Xin chào các bạn, và hôm nay là đến với kênh chia sẻ cây thuốc bên ta. Thì hôm nay tôi sẽ giới thiệu sơ về cái hành trình tôi đi tìm cây thuốc ha. Đây, cây thuốc ở dưới này có rất là nhiều nha, nhưng mà tôi phải xuống dưới cái đèo này thì mới có những cái cây thuốc, cho nên là bây giờ tôi sẽ lội xuống cái đèo này. Và xung quanh đây là có rất là nhiều đồi núi nha, đồi núi rất là nhiều, và cây thuốc thì ở trên này nè, xung quanh tôi. Đây. Và bây giờ là tôi sẽ xuống dưới kia để quay cây thuốc ha. Mà rất là địa hình rất là khó đi nha. Đó. Cây thuốc ở đây có rất là nhiều, nhưng mà độ cao như thế này thì mình phải leo xuống. Đây là dây tơ hồng, tôi leo lên đây tôi mới quay được cái dây tơ hồng này. Rất là nhiều cây thuốc đây. Đây. Và tôi thì leo cao thì cũng là một cái sở trường. Rất là thích leo cao. Ở đây dưới đây là một cái đường nhựa nha. Và đằng kia là một cái đường ray xe lửa chạy nè. Và bây giờ nhiệm vụ của tôi là leo xuống dưới sẽ rất là khó khăn. Tôi sẽ cố gắng kiếm rất là nhiều. Đó, một hòn đá đã lăn xuống. Vì đam mê thì phải cố gắng thôi. Đây, trên núi. Kiến rất là nhiều kiến nha các bạn. Kiến cực kỳ nhiều. Đó. Này, cây thuốc đây. Đây nè. Đây. Đây. Hành trình của tôi đây. Hành trình quay cây thuốc của tôi đây các bạn. Đây. Cây thuốc muốn quay được là phải qua ngay chỗ đây. Và đến bên kia có rất là nhiều cây thuốc ha, nhưng mà phải xuống dưới bậc này và đi qua đây. Và tôi đang không biết là cái chỗ này nó như thế nào. Xung quanh đây là toàn bộ là cây thuốc rất là nhiều. Nhưng tôi sẽ cố gắng. Đây. Đây, dây tơ hồng rồi đây. Bùm sụm đồ. Thấy không? Cây thuốc thì đó, dây tơ hồng thì nó mọc như vậy thì mình phải xuống thì mình mới quay được chứ. Rất là cao, độ cao đây. Và tôi đang phải leo xuống cái chỗ vực này. Có rất là nhiều loại cây. Xung quanh đây là vực thẳm và đường nhựa. Tôi đang ở độ cao như thế này. Nói thật thì cây thuốc thì nó mọc ở trên núi thì nhiều, dưới đồng bằng thì cũng là ít. Và đây có một cò cây nè. Cây này là cây rau má, lá rau muống, hay còn gọi là nhất điểm hồng này. Cây cỏ cứt lợn này. Còn cái cây này là cây bồ cu vẽ nè. Dây tơ hồng nè. Rất là nhiều ha. Nhưng mà cũng là một quá trình nan giải, là bây giờ tôi leo xuống lục lạc ba lá bên kia.
và niềm động lực của tôi là quay được những bài thuốc để đưa đến với mọi người, để mọi người cùng nhau dùng. Những người không có tiền, không có điều kiện đến bệnh viện thì có thể sử dụng những bài thuốc của tôi mà khỏe mạnh là tôi vui rồi. Thôi, xin chào cả nhà. Hoặc là tôi lại tiếp tục leo xuống để tiếp tục quay đây.